Vậy là thương quá, thương cô này quá. Chưa có bạn trai. Vậy em có hôn nhau lần nào chưa? Dạ không chị, nắm tay còn chưa. Nắm tay còn chưa luôn? Dạ. Ôi, một cô gái chưa được nắm tay. Em có muốn nắm tay người cô gái còn trong trắng trên tờ giấy trắng không? Muốn không? Xin chào cả nhà, và bây giờ thì chúng tôi đã ngồi vào vị trí của mình rồi, còn thiếu cô bạn gái nữa thôi. À, không biết là chàng trai bây giờ tâm trạng là như thế nào, chắc là cũng đang rất là hồi hộp. Sao bị che mắt nãy giờ trong bóng đêm, cảm thấy trong người như thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp ha. Và không để cho chàng trai này chờ lâu nữa, Cát Tường sẽ vào bên trong và sẽ mời cô gái trong chương trình ngày hôm nay xuất hiện quý vị nha. Rồi vô vườn. Rồi bên phải là ghế của mình. Rồi, vào vị trí rồi, các bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Wow. Rồi, hello em. Vén tóc lên cho đẹp trai cái coi. À, chào hai bạn. Đầu tiên là hai em sẽ giới thiệu về bản thân mình trước. Rồi, em gái giới thiệu cho mình đi cưng. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam và tất cả khán giả đang xem là truyền hình. À, em tên là Thủy Tiên. À, năm nay em được 22 tuổi. À, em qua Mỹ được 10 năm rồi. Em ở Việt Nam thì em sống ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện tại bây giờ công việc của em là em làm financial analyst. Làm cái gì? Financial analyst là cố vấn tài chính chị. Ở một công ty tư nhân ở trên Irvine gần chỗ em tốt nghiệp đại học. Em đang ở chỗ nào? Hiện tại ở chỗ nào? Hiện tại bây giờ em đang ở Anaheim. Em đang ở với ai vậy đó? Em ở với ba mẹ và chị gái và anh rể. Thế mình đi ra đây cả gia đình luôn hả em? Dạ, ba mẹ thì mới qua, tụi em thì qua đây cũng lâu rồi. Em biết nơi bạn gái vừa giới thiệu không? Chỗ ở rồi đó, biết không? Xa hay gần đối với em? Gần. Gần. Rồi em giới thiệu về mình đi. Hai chị Cát Tường chào mọi người. Mình tên là Diệp Trọng Tính. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện giờ mình qua Mỹ được 5 năm rồi. Giờ mình đang chạy Lyft, Uber. Rồi mình có làm thêm ở T-Mobile nữa. Làm đó là làm gì? Làm về phone. Em đi qua bên này là đi qua bằng là diện gì? Bảo lãnh. Gia đình bảo lãnh. Dạ, gia đình được bảo 5 lãnh. Năm. Dạ, ok, bây giờ giới thiệu một chút xíu nữa về những điểm mạnh, điểm yếu, những sở thích gì của mình. Muốn giới thiệu gì cho đối phương biết về mình? Điểm mạnh. Đừng nói không có điểm mạnh gì hết nha. Điểm mạnh hả? Thì maybe là từ nhỏ lớn không biết giận là gì. Không biết giận là gì? Yeah. Không ai làm em giận hết. Cái gì kỳ vậy? Người không có cảm xúc hả? Em hồi đó giờ em có hay giận ai không? Dạ có. Giận lâu không? Dạ cũng lâu, tại vì cũng không, cũng tùy chuyện vậy. Tại vì tính em thì cái nhược điểm của em là em hay thể hiện bộc lộ cảm xúc rất là dễ dàng. Cho nên là nhiều lúc cũng dễ làm đối phương cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà bây giờ đang tập sửa chữa, em thay đổi từ từ cũng dần thì cũng bớt hơn lại rồi. Mà em nghe một chàng trai mà không biết giận thì em cảm thấy anh ấy như thế nào? Không biết giận thì cũng đỡ. Để em giận kém cũng được. Giận kém cũng được. Vậy còn điểm yếu của mình là gì? Nhiều người nói em hơi bị khô. Khô là sao? Mà dạng như là em không có lãng mạn hay là cái gì đó. Người ta nói không biết em thích cái gì hết. Tại vì em bị đơ cảm xúc á. Ví dụ người ta phải có lúc vui, lúc buồn. Nào em cũng bình thường, cười là em bị đơ cảm xúc. Có thể. Có thể luôn hả? Nói vậy cũng không giận luôn hả? Có thể. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Cái gì mình không thích mình phải phản bác liền. Mình phải đấu tranh để bảo vệ cho mình. Rồi em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới, cũng dễ chịu nữa. Điểm yếu của em thì như em đã chia sẻ là em hơi bị thẳng tính. Nhiều lúc cãi lộn thì cũng hay im im. Thường thấy là hai bạn này cũng có một số điểm khá tương đồng với nhau đó. Cô này thì cô cũng hay giận, mà anh này thì anh không biết giận. Cho nên là em cứ giận thoải mái ha? Em cứ đưa cảm xúc thoải mái. Cô ấy giận riết rồi cô chán, cô sẽ nghỉ giận. Không biết hình dung các bạn mà hẹn hò đi chơi với nhau thì nó sẽ như thế nào ta? Mình phải biểu hiện cảm xúc để người ta biết mình vui hay buồn hay thích hay không thích hay gì đó. Mình lúc phải có làm bộ giận dữ lên cho cái mình có giá trị lên chút xíu nha. Rồi em nói á, là điểm mạnh của em á, là em dễ kết bạn đúng không? Dạ. Vậy tại sao lại không có bạn trai mà phải nhờ đến chương trình, nhờ đến chị Cát Tường? Cái này thật sự ra là có lẽ là cũng vì chưa tới duyên chị. Hồi học, trước khi lên đại học thì em chưa muốn kiếm bạn trai. Này đại học thì cũng muốn đi học, cũng có gặp vài người bạn. Cái điều mấy bạn mà em cảm nắng chút xíu, mấy bạn nói gay. Nói gay. Trời đất ơi.
Em không thể phân biệt được ai là trai ai là gay sao? Mấy người mà em gặp thì thấy manly lắm, nhưng mà nói chuyện một hồi thì họ giới thiệu nói là ờ có người yêu là con trai thì thôi, hả thì thôi. Người ta nói với em là có người yêu là con trai? Dạ. Thì ở đây mấy cái chuyện nó cũng open lắm chị. Chứ nhưng mà có em rút kinh nghiệm, em yêu mấy người gay rồi vậy chưa? Em để ý mấy người rồi mới bị một người, mới bị một vụ hay là dạ nhiều không rồi? Ba lần. Số em xui vậy, người ta bất có tam ba bận chứ. Dạ thì đó, cho nên ba lần trúng ngay hết cả ba. Dạ cho nên là thôi. Em có rút ra được một cái kinh nghiệm gì là mình nhìn như thế nào là để mình phân biệt được người đó là gay không? Để chị nhìn anh này coi, không lẽ lần thứ tư cũng vậy? Chuyện như là cái giác quan thứ sáu vậy, nói chuyện một hồi thì sẽ biết, nếu như người ta không có nói thẳng với mình thì nói chuyện cũng sẽ tự thấy được là các cái gì đó nó sai sai. Em men không em? Em men không em? Sao em biết em men? Bà con nói em men. Bà con là ai? Bạn bè, anh chị em trong nhóm họ. Bản thân em có cảm thấy là em men không? Thấy cũng không tới độ gay. Có khi nào em thích một, em thấy một chàng trai nào đó mà em cảm thấy cảm mến và thích muốn tiếp cận, muốn nói chuyện, muốn làm quen không? Không có. Thế em thấy một cô gái đẹp, em có thích, em muốn tiếp cận hay muốn làm quen không? Dạ có. Có. Chắc không? Dạ. Tạm tin nè. Vậy tình trường của em thì như thế nào? Em đã trải qua được mối tình nào chưa? Ngoài ba cái lần không được may mắn đó. Dạ chưa chị. Vậy là em bị xui rồi. Mình phải coi là cái phong thủy nha. Mình phải giải hạn nha. Thể giống như chị ở Việt Nam, chị hay thường gọi là đốt phong long đó em. Em hiểu không? Em phải đốt lửa lên, em bước qua bước em lại. Em đang suy nghĩ tới chuyện đó đó chị. Chứ bây giờ chị thấy em bị đen quá, người ta một lần, hai lần. Đúng không? Đúng không em? Ủa hai bạn là người nhà của hai bạn này hả? Hai bạn là bạn của bạn nữ thôi. À đúng không, tụi em phải làm sao giải hạn giùm cho cổ. Người ta nói bất quá tam ba bận, mà bây giờ cổ ba lần mà gặp luôn ba anh gay thì như vậy là một cái vấn đề nan giải rồi. Vậy là thương quá, thương cô này quá, chưa có bạn trai. Vậy em có hôn nhau lần nào chưa? Dạ không chị, nắm tay còn chưa. Nắm tay còn chưa luôn? Dạ. Ôi một cô gái chưa được nắm tay, em có muốn nắm tay người cô gái còn trong trắng trên tờ giấy trắng không? Muốn không? Muốn ha. Chúc cho thử ha. Rồi, thế em có bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Chắc không á, đừng có nổ. Không, nếu như là mấy cái lẻ lẻ thôi. Lẻ lẻ, có mối tình nào sâu đậm nhất không? Thì có một mối tình nhiều nhất là gần đây nhất là 3 năm. Quen 3 năm? 3 năm sao chia tay? Thì như tính em thì không bao giờ giận. Nhưng mà thì con gái, thường con gái ta thích giận dậy là lỗi nữa đâu. Thấy chưa, tôi nói mà không tin. Giận nhiều quá em mệt á. À em không thích giận. Nhưng mà người ta giận em cũng làm biến năn nỉ. Không phải làm biến năn nỉ thì cũng năn nỉ, nhưng mà 3 năm liền năn nỉ hoài. Rồi vậy mà chia tay đó hả? Không thì... cải thiện được hả? Tình yêu không có làm nên tất cả. Thì đúng, thì lúc đầu cũng có chịu đựng. Thì nghĩ là như mới quen thì người ta nhõng nhẽo người ta gì đó để mình quan tâm người ta. Nhưng mà càng lúc tần số giận nó càng tăng. Thôi bỏ chuyện cũ, giờ làm lại chuyện mới nè. Yêu là nói, không thích cũng phải nói, góp ý, chia sẻ mới dẫn tới được cái con đường lâu dài trong cảm xúc, trong tình yêu, mới tiến tới hôn nhân được. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nói chung thì cũng quan tâm, chia sẻ với em. Ít giận em càng tốt. Bên này giận nhiều, nhưng mà ta giận đúng có lý do. Đúng rồi, giống như giận có lý do thì được. Về ngoại hình, em muốn một người bạn gái như thế nào? Em thích kiểu đơn giản. Đơn giản là sao? Em thích người hiện đại hay người truyền thống? Nửa này nửa kia. Em không thích make up nhiều. Nhưng mà thí dụ người ta make up, người ta thấy ta đẹp thì sao? Vậy là em make up như vậy, chị như chị là em không thích. Đâu, như chị là đẹp mà. Thì đâu phải là em nói em không thích make up đâu. Nhưng mà đừng có make up đậm như là... Như vậy là đậm hay là không đậm hay là vừa? Hay là vừa. Hãy nhìn thẳng vào mắt chị, em thấy gì? Ok không? Vừa hả? Ok, vậy được rồi, nó không có khó tính lắm đâu. Em nghe tiêu chí của ảnh rồi cái gì? Dạ. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Cái phần thích thì chắc là cũng được 80%, nhưng mà cái phần không thích mà giận thì cái này là em đang sửa từ từ. Dạ. Em muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai có trách nhiệm, có chỉ cầu tiến, không hút thuốc. Nếu mà không nhậu nhẹt càng tốt, nhưng nếu có nhậu thì nhậu ít thôi, đừng để tới mức say xỉn rồi không có kiểm soát được. Xỉ xỉ. Sao em nói nhậu bên đây bịt mặt lại vậy? Hay say xỉn lắm hả? Có hút thuốc không? Không, không hút thuốc. Nhậu nhẹt khá khá. Bao nhiêu lâu nhậu một lần? Tuần nhậu một lần. Một lần nhậu một tuần. Lần nhậu một tuần. Tôi không thấy độ đó. Nhưng mà nói sao ta? Nhìn như là em thích đi chơi vui các bạn. Một lần uống bao nhiêu chai?
Tại thường em nhậu không chưa không chơi mà. Đâu, đâu banh banh cái tay ra tôi kiểm tra coi. Ông ấm ấm quá vậy, mở mở ra coi. Sắp tới kỳ sinh nở. Bớt nhậu lại thanh niên đó nha. Sức khỏe còn sinh con nữa đó. Điều gì em không thích ở người bạn trai nữa? Em không thích bạn trai trưởng. Và ngoại hình thì cao hơn em. Tại vì em cũng hơi em nhỏ cao cả bao nhiêu? 1m6 trở lên. Ok, được, đủ chuẩn. Dạ. Mắt, mũi, miệng, tóc tai, quần áo, phong cách đừng có xòe xòn quá, nhưng mà cũng không cần phải chân diện quá, cứ là bản thân mình là được rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thôi cho chị mượn tấm hình của em. Dạ. Hồi nãy giờ em đã nghe bạn gái giới thiệu về bản thân mình rồi. Đây. Trong tấm hình này em hãy nghĩ cô gái ấy là ai? Đoán thử xem. Hình ít người lắm, nghĩ không cần phải gợi ý đâu. Nãy giờ nghe cô chia sẻ cái linh cảm của em. Theo em nghĩ nè. Sao em lại chọn cô gái che mặt lại vậy? Đưa đi coi. Hãy đợi chờ xem kết quả của mình như thế nào nha. Cho em xem thêm một tấm ảnh nữa. Giờ em hãy chọn lại cô ấy là ai? Cô này có trong đó không? Đúng cổ chưa? Đâu? Cô nào? Đến cơ hội lần thứ hai thì anh ấy mới nhận ra nha. Em đưa hình này dễ quá à. Nguyên tấm hình gia đình có mình em hả? Thì người ta phải nhận ra em rồi. Hồi nãy bên đây anh nhận ra cô này nè. Anh nói em là cô này nè. Đó. Thôi nhưng mà hình á, nó chỉ là phản ánh khoảng 50% sự thật thôi. Rồi bây giờ thì mời hai bạn hãy trực tiếp trò chuyện với nhau qua cánh cửa trái tim này nha. Các bạn sẽ có ít phút. Nè nè nè, cái gì đó làm đi. Trời ơi, nhiệm vụ. Dạ. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh là mới qua đây được 5 năm à? Bình thường anh đi làm và đi học như vậy là bận. Giờ này anh học online không? Tại anh đang là mùa cuối. Mùa sau mới lên cao tết thì nó mới bận rộn hơn. Em có sở thích gì đặc biệt không? Sở thích đặc biệt hả? Vậy thì chắc là không. Nhưng mà hồi mấy năm trước còn đi học thì em hay thích vẽ. Thích vẽ, thích thiết kế. Còn lại thì chắc là thích đi du lịch, đi chơi. Anh hiện tại là ở với ba mẹ hay là ở một mình? Anh đang ở với ba mẹ. Ba mẹ. Em qua bên này lâu rồi mà em nói tiếng Việt vẫn được. Dạ, tại vì ở nhà nói tiếng Việt không mà không có. Hi, hello. Sao nãy giờ tâm sự được vậy nhiều chưa? Cũng được sao sao chị. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Chưa bây giờ cho nên là nó đơn giản lắm vậy. Em nghĩ là tùy duyên. Như là nói chuyện hợp với lại tính cách phù hợp. Phải thẳng thắn với nhau. Em có nghĩ là trong tình yêu cái nhìn đầu tiên là quan trọng nhất không? Lúc trước có. Có nhiều người là nhìn nhau chưa thích nhưng người ta vẫn tìm hiểu một thời gian người ta mới thích. Ta đã yêu chậm. Nhưng mà chị tưởng là nhìn thích là thích mà không thích là không thích. Thì đàn ông như thế nào? Em có như vậy không? Em không nghĩ vậy. Tôi cho hai bạn một cơ hội. Cho chị mượn tay em. Ồ, dạ. Mượn tay em. Hai bạn hãy thử nắm tay nhau xem có cảm nhận được gì không. Người ta nói điện cũng có thể truyền qua nhau đó các bạn. Hãy nhìn vào mắt nhau đi, hãy nắm tay nhau 30 giây để xem có cảm xúc gì không. Rồi tự mỗi người hãy giữ những cảm xúc đó cho riêng mình, những suy nghĩ đó cho riêng mình. Đó là một cái cơ hội để chúng ta cảm nhận. Tại vì cô bạn gái này nói là chưa được nắm tay ai bao giờ. Mình nắm tay đi bạn, mình nắm tay có nghĩa là mình mân mơ vậy, chứ không phải là mình về hoài sao cảm nhận được. Cái lòng bàn tay nó mới là có cái sự truyền điện. Hết thời gian, đủ rồi, lố giờ rồi. Bây giờ Tường có thêm một trò chơi nữa dành cho hai bạn. Trên tay của Tường là những cái lá bài, trong này có những cái yêu cầu mà chương trình dành cho hai bạn. Chúng ta sẽ bốc thăm, trúng cái yêu cầu gì thì chúng ta sẽ yêu cầu đối phương làm cái điều đó. Mời em. Rồi, đọc lớn lên. Bạn khai khai thật, bạn thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của đối phương? Không thích điểm nào của đối phương. Hỏi cổ em thích nhất điểm nào trên gương mặt anh? Cổ nói không có thích điểm nào hết. Thích nhất điểm nào trên gương mặt anh? Lông mày. Nữa sao tự nhiên ai cũng thích lông mày chứ vậy trời. Mắt mũi miệng đủ thứ cái thích không thích, thích lông mày. Vậy là em thích lông. Không có. Không có. Đúng không em? Lông mày. Rồi, điểm nào trên gương mặt của anh đó em không thích? Có lẽ là đôi mắt đi. Hơi sao nhỏ vậy?
Tụi tôi thấy mắt to hai mí mà ta. Em lộn mắt kia đó chị coi coi. Mắt to hai mí mà đâu có nhỏ đâu, hơi bụp bụp chút xíu thôi. Tại đeo kiến mắt nó bụp. À, thôi đó là ý kiến cá nhân của em, được rồi. Có buồn không, có giận không? Chắc là không đâu đúng không? Sao em sợ quá. Đọc lớn lên đi em. Cái này hiếm hiếm quá chị ơi. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Nói với anh á, anh hãy hôn tay em và anh cho em biết cảm nhận của anh như thế nào. Cái này kiểu như mời gọi á, kiểu dạng vậy á. Dạ. Rồi. Đây. Cho em mượn tay. Xấu sàng quá không? À không, cái này yêu cầu của chương trình mà. Đứng lên đi em, đứng lên mới tới em. Nhìn tôi làm chi trời, đâu phải hung tôi nào, nhìn tôi, nhìn cổ cảm nhận như thế nào. Trình này chương trình nói thật không nha. Tay em mềm. Tay em mềm. Trước khi đến với quyết định cuối cùng, mời hai bạn cho các bạn thêm một lần thể hiện nữa. Mỗi người sẽ có 30 giây, hãy nói lên lòng mình, hãy nói lên những cái suy nghĩ hiện tại của mình. Thì không cần nói dài, nhưng mà phải cần nói thật. Mời bạn trai nói trước. Chịu khó. Nhìn nữa không? Ok, còn em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Và em đang suy nghĩ gì? Em thấy anh ít nói quá. Ít nói hơn cái em nữa. Có vậy anh mới ế đó em à. Dạ, không, tự nhiên này anh kể là ảnh có quen vài người rồi. Nên là em không có nghĩ là ảnh nhát thế vậy. Ok, rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ đã tới thời phút quan trọng nhất. Đó là giờ phút các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình là có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Tường xin nhắc lại, nút bấm này rất là thiêng liêng quý vị ạ. Khi chúng ta thật sự có sự rung động và cảm nhận được đối phương có thể là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì chúng ta hãy bấm nút. Chúng ta không vì bất cứ một lý do gì, không cần phải lịch sự. Bởi vì chúng ta bấm nhưng lòng chúng ta không muốn bấm mà chúng ta vẫn bấm, đó là mất lịch sự chứ không phải là lịch sự nha. Tại vì hãy dành cơ hội đó cho những người khác. Các Tường mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Hai bạn hãy nhắm mắt lại. Thì Tường sẽ đếm từ 1 đến 3 và hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Một quyết định thành thật nhất, thẳng thắn nhất. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tại sao em không bấm nút? Tại vì em thích. Chị cũng nghĩ vậy. Em thích vui vẻ, em không biết giận, không biết buồn, đúng không? Nhưng mà phụ nữ thì người ta có cái chiều sâu hơn, người ta nhiều cái cảm xúc hơn. Thế em gái, tại sao em không bấm nút? Em thấy anh hơi bị thụ động. Em cũng không phải là một người, em cũng vui vẻ, em cũng một người bạn trai có thể vui vẻ hơn cái em nữa, như là nói nhiều hơn nữa. Chứ cả hai chỉ có một mình em nói thì buồn quá. Thật ra thì Tường cũng rất tiếc. Nhưng mà với cái giác quan của chị thì chị cũng nghĩ rằng hai bạn không bấm nút. Bởi vì chị cũng đã mai mối rất là nhiều cặp rồi. Các bạn ở cái nhìn đầu tiên nó chưa có một cái sự rung động dành cho nhau. Nhưng mà không sao cả, nuối tiếc của chương trình. Nhưng đó là cái sự quyết định, cái đó là cái sự chọn lựa và đúng đắn của các bạn. Mời hai bạn đứng lên. Tường thay mặt cho chương trình chúc hai bạn, đặc biệt là em gái, sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Các bạn đừng lo lắng, có thể là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình có ai đó đang rất thích em, họ sẽ liên lạc với chương trình để tìm hiểu em. Ngược lại cũng sẽ có cô gái nào đó dành những cái like, những cái sự quan tâm đặc biệt đến cho bạn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia với chương trình. Dạ rồi, em cảm ơn. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Chương trình được phát sóng 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị hãy theo dõi và nhấn subscribe để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.